Xin chào các bạn, lời ni dương cập bông tại thuật cả testing ni lời nhóm tab ban recording hồ tật đo chất mì màu hỡi ni cứ hai sắp bông bồn tí nhỏ kìa nè. Chúng ni cứ chi vì tạo tìm biết là nhóm bằng hai nhỏ kìa cho mùi đường ca testing nâng. Nâng cứ nhóm record cho mùi đường GoPro, timelapse hay chắc tay nhờ lời dương thuật cả test dạp bê đo hồ tật đo mì màu hỡi. Đôi chìa mình bằng hai tí nhỏ kìa. Đại ní nhóm prai cho mùi nâng USB-C hub. Đại dân bộ bài miền rô hô tạo đó 4 port. Nhân khổng ní nhóm prai 1 port đầm bầy tài can T5 mùi thay đổi vấy hay mùi port tiết. Nhóm prai cho mùi nâng remote control bà Blackmagic. Chân xung bà chạy phẹm nó nghe tích chạy tôi cho mùi nâng remote control bà Blackmagic ní. Chạy tôi cho mùi bật tông thường ớt nhóm ai thuộc ca customize. Mình này thay nhóm ai thuộc ca plug đồ tu nè ti một nghề bảo vệ. Chúng tôi đã bật tông này nhằm ai vì chỉ focus để xa lên bằng nhóm này. Nhưng ai thuộc cả control focus bàn. Chúng tôi chưa phải support auto focus. Nhưng ai thuộc cả control focus tạm dạ đây đi bàn nè. Nhưng ai control bàn. Hay chúng tôi bật tông này nhằm control thể tông cho mỗi đường record bật tông. Mình này thay nâng phê đàn nhóm cho chân nâng tới. Chúng camera vì nâng thuộc cả record thêm vào đó. Chúng nhóm cơ tha cho mùi nâng dự dạng bê bánh ní. Cứ vì mình miên chỉ bánh hài thế nào nế. Nhóm thoát hồ tổ đo sạch khế hay dạng bê bánh máu. Ôn miên bánh hài thế nào. Chúng ở quân trái này nào nế. Ní cứ tự tù bán chốc cháy hơi. Nhóm thuê cả testing tam dạng USB hub. Chúng chúc ní nâng video kết nối tiền. Bye.